Trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Sài Gòn có quán phở Anh nổi tiếng là cái gì? Giờ 5 giờ rưỡi sáng hay mình ăn chạp bán phở à. Một tô là 35.000, khoảng 1 đô rưỡi đó. Đây người ta đang bán phở đó. Phở Sài Gòn gì ha.